thành phố Hồ Chí Minh, làm rõ vụ ba học sinh ngất xỉu ở Quy, Bình Thạnh. Ngày 18 tháng 11, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhà trường làm rõ vụ ba học sinh của trường Trung học phổ thông Thanh Đa, phường 26, quận Bình Thạnh ngất xỉu, trong đó có một em nghi hút thuốc lá điện tử. Theo đó, sáng cùng ngày, tại nhà vệ sinh của trường Trung học phổ thông Thanh Đa, phường 26, quận Bình Thạnh, các học sinh phát hiện một nam sinh lớp 12 có nhiều biểu hiện bất thường, khó thở, sau đó ngất xỉu. Nhận tin báo, các thầy cô cùng bảo vệ của nhà trường nhanh chóng đưa nam sinh đến phòng y tế để hồi sức. Tại thời điểm phát hiện, trên tay nam sinh này còn cầm điếu thuốc lá điện tử. Trước đó, phòng y tế của trường cũng tiếp nhận hai nam sinh có triệu chứng tương tự. Ông Lê Hữu Huân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thanh Đa xác nhận vụ việc xảy ra trong giờ ra chơi, tại nhà vệ sinh của trường vào sáng cùng ngày. Lãnh đạo trường Trung học phổ thông Thanh Đa đã phối hợp với cơ quan chức năng và báo tin cho người nhà, đồng thời chăm sóc sức khỏe cho các học sinh. Chờ các nạn nhân tỉnh lại để làm rõ vụ việc. Ông Huân cũng thông tin, việc học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học là điều cấm kỵ, vi phạm quy định của nhà trường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh cho hay đã nắm được thông tin. Hiện vụ việc đang được nhà trường phối hợp lực lượng chức năng làm rõ.